Bích xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng năm 2020. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có tin phân tích, tiếng nói cử tri và việc Nova. Để mở đầu, với Phương có mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Nguyễn Phúc Quý và Võ Thành Nhân. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình bản tin phân tích rất là đặc biệt ngày hôm nay về vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Chúng tôi thực hân hạnh được tiếp xúc anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu xem những cái phản ứng của mọi phía nó như thế nào Trước hết, xin kính chào anh Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN. Khi mà nói là Soleimani bị giết chết ấy, thì có rất là nhiều chuyện nó, nó, xảy ra. Nhưng mà chúng ta có thể phân tích là tình hình nội bộ Hoa Kỳ trước. Dạ. Thì thưa quý khán giả, thưa Nhân, cái chuyện của ông tướng Soleimani mà bị bị giết chết ở phi trường ở bên Iraq đó, thì cái phản ứng của những người chính trị gia của Mỹ nó có hai phe. Thì một phe dân chủ, một phe Cộng hòa khi mà cái ngày mà ông Trump cho cái 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 press conference á có nghĩa là ông nói đó thì có nhiều người um, Đảng Cộng hòa chỉ có hai ông thì không có hài lòng lắm là tại những cái chi tiết mà người ta muốn biết tại sao mà uh, giết ông tướng đó mà có lý do chính đáng hay là không. Có nghĩa là tiếng Mỹ nó gọi là cái imminent danger có nghĩa là nó có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào để mà nó ám sát nó giết người mỹ người công dân mỹ thì nội bộ mỹ cũng đang lũng củng về vấn đề đó là tại vì vấn đề mà luận tội với uh, trước phế ông ông trump vẫn còn đang xảy ra mà chưa có ra uh, kết quả nào hết thì những cái đảng dân chủ nói là ông tổng thống này khi mà giết cái ông tướng soleimani đó là không có đúng theo hiến pháp của mỹ cho phép tức là hiến pháp của Mỹ cho phép như thế nào mình có thể cụ thể được hay không vậy à, thưa quý khán giả nhiều ông dân biểu bên đảng dân chủ đã nói là cái này là một cái cuộc ám sát một cái 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 người của chính quyền của người khác thì không đúng theo hiến pháp của Mỹ nhưng mà cái chính phủ Mỹ nhất là bên hành pháp người ta cái ông mà này gọi là ông khủng bố thì ông này đã có nhiều cái thành tích không được tốt là cái thứ nhất là ông điều động những cái người mà khủng bố để mà tràn vào cái cái tòa đại sứ Mỹ và mấy ngày trước nữa đó thì cũng có bắn vào cái cái căn cứ của Mỹ và giết chết một người công dân Mỹ rồi cái lý do chính mà ông tổng thống Trump nói là khi mà CIA và lại bộ quốc phòng cho cái tin mật là ông này đang dự định sẽ giết chết nhiều công dân Mỹ nữa thành ra phải giết ông trước để trước khi ông hành động cái trường hợp này mình có thể so sánh với thời Saddam Hussein với thời tổng thống Bush có thể so sánh với lại Osama bin Laden với thời tổng thống Barack Obama anh nghĩ là cái nó có tương tự để mà chúng ta có thể nói rằng những tổng thống của Hoa Kỳ có những chủ trương tiêu diệt những cái kẻ khủng bố không? Dạ thưa nhân thưa quý khán thính giả cái cái sự khác biệt giữa ông Soleimani và lại ông Al Baghdadi mà mới bị giết là tên khủng bố mà đầu não của Tuổi ISIS. Ấy thì nó khá như thế này tại vì ông Soleimani là một cái người mặc quân phục thì đại diện cho một quốc gia thì khi mà bắn ổng một một cái nước ở phía, ngay phi trường Iraq đó thì cái này là không phải là dân khủng bố uh, chính uh, chính quy, thành ra nó hơi khó xử cho ông Tổng thống Trump nhưng mà cái người khủng bố có thể người ta mặc đồ thường phục hay là ta mặc đồ quân phục nhưng mà cái ông Soleimani đã có nhiều uh, cái, cái tay ổng đã có nhiều uh, cái thành tích rất là xấu đối với công dân Mỹ và uh, quân đội Mỹ. Thì cái ông Obama đó khi mà giết Osama Bin Laden đó là cái ông này đã, đã đào tỏa, cái là đã trốn 10 năm rồi mới tìm ra được. Rồi khi mà tìm ra được đó thì mới đầu định bắt thôi, chứ không có giết. Nhưng mà tại vì ông phản công, thành ra bắt buộc những người lính siêu của Mỹ phải giết để mà bảo vệ tính mạng của người ta. Thì cái đó là cái cái điều không có ước tính, ước tính được là mới đầu là không có muốn giết ổng nhưng mà chỉ bắt sống thôi. Trường hợp Saddam Hussein thì hơi khác. Dạ. Yeah. Saddam Hussein thì là một cái người độc tài mà cái người độc tài đó đã ra ra lệnh cho quân đội của Iraq bắn vào quân đội của Mỹ. thì cái chiến tranh Iraq đó là cái chiến tranh của các đồng minh người ta đồng ý nhảy vào cái cuộc chiến đó để mà À, chống cái ông Saddam Hussein thì cái đó là một cái cái lý do chính đáng mà lúc đó đó chính phủ Mỹ đã à, nhất là Quốc hội Mỹ đã ra cái luật là cho phép ông tổng thống được à, vào cái cuộc chiến tranh đó. thì khi mà ở nước Mỹ này khi mà một người tổng thống muốn nhảy vào một cái cuộc chiến tranh nào đó phải có à, hiến pháp à, ra một cái điều lệ là cho phép thì mới được làm. Yeah. Và kính thưa quý vị chúng tôi cũng được biết rằng là vào ngày thứ tư thứ năm vừa rồi đó là khi mà chúng ta thấy ở tại Liên Hợp Quốc Đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Liên Quốc đã có ra một cái, có một cái, một cái văn thư tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẵn sàng tìm một cái giải pháp hòa bình với lại Iran. À, thưa quý khán giả, thưa nhân cái chính phủ Mỹ là không phải là chính chính phủ hiếu chiến, nhưng mà người ta quên á, là cái lý do mà ông Soleimani bị giết chết đó là tại vì ông đã ra lệnh nhiều lần rất là gần đây để mà đánh vào tòa đại sứ Mỹ, để đánh vào căn cứ của Mỹ và cái dự tính của ông sắp tới đó là sẽ giết bao nhiêu công dân Mỹ theo theo lệnh theo 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 tin của CIA và tin của tình báo Mỹ thì cái đó là lý do chính mà ông tổng thống Mỹ cho lệnh chứ không phải là ra, ra, lệnh tại vì người ta đã những cái trong bộ quốc phòng nó đã, đã recommend là nó phải đang cho ông ý kiến là phải nên giết cái ông này không thì dân Mỹ sẽ bị chết chóc nhiều nữa thì cái đó là cái lý do chính mà mình phải giết cái tên khủng bố đó nhưng mà khi mà người ta nghe ông khủng bố đó mà là tướng của Iran đó thì cái cách cái cái sự suy nghĩ nó hơi khác là mình đã đụng tới lãnh thổ của người khác. Dạ, nhưng mà Hoa Kỳ không muốn chiến tranh. Hoa Kỳ không muốn chiến tranh là tại vì dân 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 không muốn chiến tranh, tại vì chiến tranh mà đối với bên Trung Đông đó mấy chục năm nó cũng không đi tới đâu là tại vì những cái chữ thuyết của người ta vẫn độc tài vẫn vấn đề tôn giáo vẫn có mâu thuẫn giữa những nước Trung Đông với nhau thành ra Mỹ mà can thiệp cũng không có giải quyết được gì mà đánh ở bên Trung Đông mà đánh cái nước Iran đó thì nước Iran nó có đầu đạn nguyên tử và có nhiều đầu đạn rất là có tầm bắn xa thành ra không có nên ghi chiến với Iran tại vì Iraq hồi xưa thì cái nước nhỏ hơn mà cả đồng minh đánh mới được xin được cảm ơn quý cảm ơn nhân kinh xin chào quý khán thính giả kính thưa ở chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú ý đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vào kỳ sau.